Lâm Bình là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Tuyên Quang, có vị trí địa lý phía đông giáp với huyện Na Hàng, phía tây giáp với tỉnh Hà Giang, phía nam giáp với huyện Chiêm Hóa, phía bắc giáp với tỉnh Hà Giang. Huyện Lâm Bình có diện tích 78.152,17 ha. Lâm Bình có địa hình hiểm trở, có nhiều núi đá vôi thấp dần từ bắc xuống nam bị chia cắt rất lớn, nhiều vùng gần như biệt lập. Nằm trên vòng cung sông Gâm, Lâm Bình có nhiều dãy núi lớn, núi đất và núi đá xen kẽ lẫn nhau, tạo thành nhiều thung lũng lớn, nhỏ. Huyện có nhiều đỉnh núi cao trên 1.000 mét, tập trung chủ yếu ở các xã Lăng Cang, Xuân Lập, Phúc Yên. Dãy núi có đỉnh cao nhất là Phù Choáng, thuộc địa phận xã Bình An, cao 1.229 mét. Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng, Lâm Bình được công nhận là danh thắng quốc gia đặc biệt. Nơi đây đã nhận được sự quan tâm từ chính quyền các cấp và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, hướng tới du lịch cộng đồng và bền vững với tiêu chí bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, du lịch có trách nhiệm với cộng đồng. Homestay nằm đếp Lâm Bình, Tuyên Quang, mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và người dân xây dựng homestay để phát triển du lịch chính là một hướng đi bền vững, chăm lo cho sinh kế người dân, bảo tồn giá trị văn hóa, bảo vệ tài nguyên môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Trên đường đi du khách cảm nhận những cái cánh rừng bạt ngàn màu xanh, thì em mong muốn rằng là khi du khách đến đây thì cảm nhận rằng là nó khác cái nơi mình đang ở, và du khách sẽ cảm nhận mình du lịch bền vững và gắn liền với bền vững phát triển. Và em mong muốn là cùng với cả địa phương cũng như cả du khách để truyền tải đến với cả tất cả bà con rằng là cái tài nguyên thiên nhiên và những cánh rừng này thì bà con hãy cố gắng giữ, và chúng tôi là những du khách và bản thân tôi là doanh nghiệp, tôi sẽ đồng hành cùng bà con để giữ những cánh rừng nó là mãi mãi. Tôi nghĩ rằng là cái đơn giản nhất là chúng ta phát triển dựa trên thiên nhiên thì sẽ tốt. Cái gì mà của thiên nhiên á mình giữ lại được thì những cái du khách, cho dù là ở trong nước, ở những thành phố lớn, người ta cũng muốn tìm về. Sẽ những cái, có những cái cây mà những đứa bé mà nó lớn lên, nó được sinh ra và lớn lên ở thành phố, nó sẽ không biết cây đó là cây gì. Nó sẽ được trải nghiệm. Mô hình homestay nằm deep với tiêu chí đảm bảo cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái và rừng nguyên sinh không bị phá vỡ. Khách đến tham quan du lịch có thể tận hưởng không khí trong lành và các trải nghiệm với những nét văn hóa đặc sắc của người dân bản địa. Hôm nay Lâm biết là lấy cái địa danh ở tại cái thôn bản này. Bờ Úp Đím Đíp Đíp này đúng không ạ? Đíp đúng không ạ? Lắm Đíp. Đó là sống nhỉ? Sống Đíp chính là sống, nặng là nguồn. Thế là hôm nay Lâm biết. Tất cả các cái cánh rừng và những ngọn núi ở đây đều được bao phủ một màu xanh, và màu xanh đó nó làm cho tôi cảm rằng là với cái mô hình của tôi xây dựng và du lịch cộng đồng gắn liền với sinh thái và phát triển bền vững, và mong muốn là du khách khi mỗi lần đặt chân đến và nghỉ ngơi tại vùng đất này sẽ trở về hòa nhập với thiên nhiên và thêm yêu quý và góp phần để bảo vệ xây dựng quê hương Lâm Bình nói riêng cũng như là mảnh đất Việt Nam chúng ta thêm những cái màu xanh, thêm nhiều cái hy vọng và thêm nhiều những cái nhân tố để tạo lên một cái mong muốn là du lịch cộng đồng phát triển gắn liền với cả thiên nhiên, sinh thái. Ẩm thực Lâm Bình rất phong phú, xuất phát từ sự đa dạng trong sản xuất nông nghiệp. Hầu hết các món ăn đều được làm từ những sản vật nông nghiệp bản địa. Đương nhiên là mỗi vùng đất nó sẽ có cho ra những món ăn, và Việt Nam thì từ Móng Cái đến Cà Mau thì mỗi vùng đất nó sẽ có một cái phong thổ riêng và cái phong cách ẩm thực khác nhau. Cùng thưởng thức phong vị của người Tày tại cái không gian văn hóa Lâm Bình trên mâm này, thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị và các bạn anh Kỳ Nam, là một nhiếp ảnh gia, là một người gắn bó và rất là yêu cái quê hương Lâm Bình rất là nhiều năm rồi. Anh đã có rất là nhiều tấm ảnh chụp để thể hiện những cái sắc thái, những cái khoảnh khắc không gian và thời gian của Lâm Bình để giới thiệu đến cùng với quý vị. Người tiếp theo là tôi xin giới thiệu là anh Tuyên, là cán bộ của Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Bình,
và tôi giới thiệu một người đặc biệt và cho tôi được một cái trải nghiệm ngày hôm nay là chủ của nhà sàn Nam Giang ở tại homestay là Nậm Điếp là anh Doanh. Và tôi thì là người trải nghiệm, tôi là người hạnh phúc nhất ở đây. Và xin giới thiệu quý vị người cuối cùng, và có lẽ là khi các bạn đến đây thì chắc cũng phải biết một tí xíu là ở đây là anh Hiền, là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phụ trách về văn xã của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Và như vậy thì trong mâm này tôi đã được rất là may mắn để gặp được tất cả những con người có những cái trái tim, những cái tình cảm hướng về Lâm Bình của Tuyên Quang. Vì bản thân tất cả mọi người ở đây thì không phải ai cũng sinh ra ở đây hết. Mỗi người ở một vùng đất, và như bản thân tôi từ Bình Dương ra đây cũng được trải nghiệm và được gặp những con người đó. Nhưng họ mang trái tim tình yêu của họ đến với Lâm Bình để mong rằng du lịch Lâm Bình sẽ phát triển, Tuyên Quang sẽ có một cái điểm đến, điểm hẹn rất là lý tưởng, gần với thiên nhiên cho tất cả mọi người. Và bây giờ tôi đang ngồi trước một cái mâm cổ mà rất là đặc biệt, là lót ở trên một cái, ở trong miền Nam thì gọi đây là một cái sàn, không biết ngoài này gọi là cái gì, một cái mẹt. À, một cái mẹt thì trên này có rau rừng nè, có vịt suối, có cá, có rất nhiều. Và trên tay tôi đây là một gói xôi rất là đặc biệt. Gói xôi rất đặc biệt, và rất là may mắn là khi tôi đến đây, Lâm Bình của Tuyên Quang, thì lại gặp được những người bạn rất là thú vị. Thì không biết là bây giờ tôi xin hỏi Hiền đi, là tại sao mình lại có một cái mâm nó lại đẹp như thế này và rất là đặc biệt như thế này? Lâm Bình từ khi phát triển du lịch ấy, muốn quay lại cái bản sắc vốn có của đồng bào Tày trước đây. Thì ngày xưa đồng bào Tày trong cái điều kiện rất là khó khăn, nên là đúng ra là ở chỗ nọ chỗ kia thì có bát có đĩa để mà bày các món ăn, nhưng mà do điều kiện nó khó khăn như vậy nên là người ta lấy cái công cụ dụng cụ mà vẫn thường xuyên hoạt động này, cái sàn, cho nó giải lá chuối ra, cho nó bày các món thức ăn to lên. Thì thứ nhất là vì nó vừa đảm bảo sinh thái, nó rất là thân thiện môi trường. Cái thứ hai là vì nó cũng phản ánh cái điều kiện thời đó là không có bát có đĩa nhiều, và như vậy thì nó cũng có rất nhiều những tiện lợi. Nó vừa đảm bảo sinh thái nhưng nó cũng vừa phù hợp với cái điều kiện sống của bà con người Tày trong cái điều kiện khó khăn như vậy. Và như vậy thì qua quá trình như vậy thì nó cũng có một cái gì đó nó cũng rất là thân thiện với môi trường. Khi mà thứ nhất là khi mà dùng những cái thứ mà trên mẹt, trên sàn cái lót lá như này, cái việc là hạn chế cái việc sử dụng những cái hóa chất để sử dụng, và nó cũng hạn chế cái công lao động trong quá trình dọn dẹp sử dụng xong, đúng không? Sử dụng xong mà tôi thấy rất là tiện lợi thôi. Bây giờ ví dụ như trên tay tôi là một gói xôi thì bằng lá dong, đúng không ạ? Còn ở dưới đây là lá chuối, đúng không ạ? Thì tất cả thực sự ra nếu như bây giờ chúng ta để một cái bao ni lông, màng ni lông bọc thực phẩm ha, hoặc là một cái giấy bạc, thì tự nhiên cái màu sắc á, nó hài hòa trong cái âm dương đó, ngũ hành nó không đẹp. Nhưng mà rõ ràng khi bỏ vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy nè, nó có màu vàng nè, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu đen, thì có nghĩa rằng là âm dương ngũ hành nó nằm trên một mâm ăn. Điều đầu tiên không phải là thức ăn có ngon hay không, nhưng mà phải ngon từ cái mắt trước đã. Theo tôi nghĩ là như vậy. Tất cả mọi người đều quay về sức khỏe, đúng không ạ? Như vậy thì rõ ràng là, thưa với tất cả quý vị các bạn, rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy cái màu sắc ngũ hành trong một cái mâm thực phẩm như thế này để cùng dùng bữa. Nó hòa quyện với thiên nhiên thì không có gì bằng là ngồi giữa không gian, nó mang một màu sắc của văn hóa của dân tộc Tày tại Lâm Bình của Tuyên Quang, thì chắc chắn rằng món ăn này sẽ ngon hơn. Có thể cái mâm này sẽ được đem vào Hà Nội, hoặc là đem vào Sài Gòn, hoặc là đem vào Cần Thơ, những cái thành phố lớn sẽ được thưởng thức rất là đắt, nhưng nó sẽ không có được cái phong vị mà khi ngồi đây hưởng một cái không khí như thế này với những con người đã gắn bó với vùng đất này rất là nhiều năm rồi. Thì tôi cảm giác là điều đó thật là thú vị, và không phải ai trong đời cũng có thể có được như vậy. Mà nếu quý vị không có tin lời tôi thì hãy một lần đến với Lâm Bình của Tuyên Quang, thì quý vị sẽ được ngồi thưởng thức giữa không gian văn hóa và cùng trò chuyện với nhau bên chén rượu và những cái ân tình của những con người đến đây. Dấu chân quý vị có thể đặt ở đây, nhưng khi quý vị về, hãy đem theo những dấu chân đó
nhưng có thêm một cái tình cảm, một trái tim của con người ở đây về cùng với quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị cùng khám phá gói xôi tôi nha. Cái này thì phải như thế này. Vâng. Như nào? Em thì không phải người Tây, nhưng mà cũng lên đây thì cũng được học cái cách sử dụng của người Tây. Từ bao giờ cái lá xôi của người Tây hình thức là khó chữ thập. Để làm sao đảm bảo ấy, thì khi mà mỗi lần lấy ra thì phải đặt cái lá song song như thế này. Để làm sao đảm bảo nó tức là cái lá gói hình chữ thập. Như khi mà dỡ cái gói cơm ra ấy, thì bao giờ phải đặt song song để cho nó đảm bảo nó gọn diện tích. Xong rồi lấy cái tay bẻ nó gọn như thế này. Ồ. Dạ vâng, thì nó gọn hơn. Sau đó thì mỗi lần lấy ra, mỗi lần lấy cho khách ấy. Mỗi lần lấy cho khách thì em cứ hình dung như này nhé. Đấy. Thì để làm sao cũng đảm bảo rất thân thiện thì lấy một cái chút này. Ồ. Xé này. Sau đó thì đấy. Ngắt một miếng, ngắt một miếng đúng không ạ? Hai bé đây thôi, xong rồi chuyển. Ví dụ như là dạ. Em lấy cho em ăn chứ em không lấy cho anh ăn hả? Em lấy cho anh ăn. Ờ thì em phải đưa cho anh chứ. Như vậy là thưa quý vị, có nghĩa rằng cái lá gói phải theo hình chữ thập. Và khi mà mở cái lá ra thì cái lá ở dưới phải chồng khít lên cái lá ở trên. Và mỗi lần muốn mời ai thì không dùng tay mà dùng một mép lá nhón một miếng xôi và mời. Thì bây giờ tôi đã được Hiền mời cho tôi một miếng xôi. Rõ ràng vậy là rất là vệ sinh đúng không quý vị? Mà như vậy thì văn minh nữa. Rõ ràng là một miếng xôi với bao nhiêu đây, quý vị có thể ăn cùng với rau, ăn cùng với thịt, ăn cùng với dưa, ăn cùng với cá. Nhưng nó nằm tổng hòa trên cùng một mâm. Và như vậy thì không có cái sự phân chia. Điều này hết sức đặc biệt. Và chỉ có Lâm Bình, Tuyên Quang mới có một sự trải nghiệm hết sức đặc biệt như thế này. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức và nếm cái phong vị giữa không gian văn hóa của dân tộc Tày tại Lâm Bình, Tuyên Quang. Với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ đầy thơ mộng, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình đã trở thành điểm đến hấp dẫn ở Tuyên Quang, được rất nhiều du khách quan tâm. Khu bảo tồn có diện tích bảo vệ hơn 40.000 hecta, nằm ở 14 xã, thị trấn thuộc hai huyện Na Hang và Lâm Bình. Nằm giữa những cánh rừng đại ngàn dọc đôi bờ sông Gâm và sông Năng, có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loại động thực vật quý hiếm. Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình có các danh thắng nổi tiếng như Thượng Lâm, Hang Nà Chao, Bác Khoang, Thác Bác Ban, Bác Hậu, Huệ Nhi. Điểm đến mà người dân nơi đây coi là tiên cảnh chốn trần gian Cọc Vài. Địa danh này vốn nổi tiếng với truyền thuyết về chàng tài ngào đắp đập ngăn nước cho dân bản, và cũng là một địa danh sơn thủy hữu tình cuốn hút con người vào một hành trình khám phá vô cùng lý thú và đầy hấp dẫn. Tôi đang có mặt ở khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đặc biệt Na Hang Lâm Bình, và quang cảnh buổi sáng hôm nay thì rất là đẹp và rất là thú vị. Cạnh tôi đây thì có hai cô gái dân tộc cũng rất là xinh. Ở giữa cái khung cảnh này thì tự nhiên nó có một cái gần giống như là một cái cọc đá đưa lên, thì anh vẫn không biết là tại sao nó lại có cái này và nó tên là gì em? Dạ vâng, em xin giới thiệu với các anh, đây là Cọc Vài, là điểm nhấn trong tour du lịch của Lâm Bình. Cọc Vài thì là gắn với một câu chuyện sự tích về một chàng trai tài ngào, chàng trai khổng lồ. Chàng trai đấy thì ngày xưa là thấy là người dân ở trên mình là có bị hạn hán ấy. Thì là hạn hán thì sẽ thấy người dân rất là khổ, thế nên là chàng trai tài ngào thì có ý định là muốn là ngăn sông để cho có nhiều nước. Đấy thì là sẽ không, người dân sẽ không bị hạn hán nữa. Thế nhưng mà khi mà chàng trai đang làm dở công việc của mình, đang ngăn sông dồn đá để lấp núi, thì là chàng trai đấy lại có một người người ta nói dối chàng trai ấy là mẹ của mình, mẹ của chàng trai là đang bị ốm nặng, đấy là ốm rất nặng, sắp chết rồi, sắp qua đời rồi. Đấy, thế nên là chàng trai đấy là vội vàng, chàng trai tài ngào mới vội vàng về thì để xem mẹ. Khi quay trở về nhà thì người mẹ vốn dĩ chỉ đang ngủ say thôi, nhưng mà tài ngào lại tưởng rằng mẹ mình đã mất rồi, thế là mới dùng bàn tay của mình vuốt mắt cho người mẹ. Nhưng vô tình bàn tay to lớn của tài ngào lại làm bị móp thái dương của người mẹ, khiến cho người mẹ qua đời. Sau đó khi tài ngào phát hiện ra được sự thật đó thì người mẹ đã mất rồi, và tài ngào đã tìm cho mẹ một chiếc quan tài bằng đá để chôn cất cho người mẹ. Và hiện tại thì có phát hiện trong lòng hồ này là một chiếc quan tài cổ. Sau khi chôn cất xong thì là tài ngào đã rất thương tích cho người mẹ, nên là
sàng khóc rất là nhiều, khóc đến nỗi mà Ngọc Hoàng cảm động là làm cho trời mưa. À, cho nên là cuối cùng là thoát được cái hạn hán đó. Vâng. À. Rất là đặc biệt. À, quý vị có thể nhìn thấy là gần giống như là Hòn Phụ Tử ở Kiên Giang nhưng mà lại không phải như vậy. Cái sự xếp đặt của nó rất là đặc biệt và cũng hòa hợp với lại khung cảnh. Và chúng tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên, nó gần giống như là Vịnh Hạ Long nhưng mà nó không phải Vịnh Hạ Long. Mà núi Đá Vôi thì lại cứ tưởng như ở Hà Tiên thì nó cũng không phải là Hà Tiên. Đặc biệt là tôi từ ở miền Nam ra thì cái khung cảnh này thật sự là quyến rũ tôi. Và bây giờ có lẽ là xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi tiếp tục chúng ta khám phá ở khu du lịch quốc gia đặc biệt Na Hàng Lâm Bình. Xin mời quý vị. Đặc biệt ở đây, du khách sẽ được chứng kiến hệ thống hồ trên núi được bao bọc bởi những rặn núi đá vôi hình khối vô cùng đặc trưng được xếp lại kề nhau, tạo nên một bức tranh phong cảnh sơn thủy hữu tình như một nàng tiên xanh nổi bật giữa đại ngàn. Điểm đến tiếp theo của một hành trình là một cảnh đẹp hùng vĩ không thể bỏ qua khi đến nơi đây, chính là thác Quỷ Nhi. Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng, Lâm Bình không chỉ được biết đến với lòng hồ bao la rộng lớn, với hệ thống sinh thái thực vật phong phú, với thiên nhiên hoang sơ mà còn hấp dẫn bởi những thác nước tự nhiên vô cùng độc đáo. Thác Quỷ Nhi nằm ở khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang thuộc xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Thác có chiều dài khoảng 3 km, được tạo bởi nhiều tầng thác và có nhiều khe nước nhỏ và các vực nước trong xanh, có tác dụng điều hòa và phân phối nước. Hệ sinh thái là những cánh rừng cổ thụ với nhiều loại gỗ quý, những thân dây leo chằng chịch, thảm thực vật phong phú. Mình phải vượt 5 tầng thác. 5 tầng thác để lên đến cuối cùng thì có một điều rất là đặc biệt và rất là phấn khích mà mình không biết điều gì. Mọi người nói phải lên đến hết 5 tầng thác mới biết, và không ai nói cho mình ở trên đó là gì. Mới đi được có 3 tầng thôi. Wow. Bây giờ á, hai em nói với anh là lên tầng thứ 5 đúng không? Lên tầng thứ 5 thì có điều đặc biệt mà chưa nói. Thì bây giờ mình đã lên tới tầng thứ 4 rồi, đúng không? Còn một tầng nữa đúng không? Vậy thì có gì hấp dẫn ở trên đó không? Lên nữa không? Hả? Mà có điều gì đặc biệt? Điều gì đặc biệt? À, không nói trước luôn hả? Là phải đi đến cùng. À. Như vậy quý vị hãy cùng theo chân tôi để lên cuối cùng xem điều gì sẽ xuất hiện ở trên đó nha. Tôi cũng đang rất là phấn khích, tuy là rất là mệt nhưng không sao. Trải nghiệm của chúng ta trong cái khu đặc biệt như thế này thì không thể bỏ qua được. Xin mời quý vị. Càng đi sâu vào phía trong thì càng hấp dẫn. Những cái tán cây rất là to và rễ cây ôm với đá, nước chảy qua những khe đá thật là đặc biệt. Và tuy là mệt nhưng mà tôi nghĩ là trong cái khu mà bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt này, nếu không đi hết thì quý vị sẽ không trải nghiệm được. Mà tôi nghĩ nó đáng giá. Nó đáng giá và rất là thích. Lần đầu tiên tôi đi chân trần trên đá và nước. Rất là thích quý vị ạ. Không chỉ là thác, là suối, mà những cái khe nước nhỏ từ ở những cái lèn đá và những khe mạch ngầm chảy ra và tạo những cái thạch nhũ rất là đẹp. Và nó rất là đặc biệt, không thể bất cứ một nơi nào có thể giống được hết. Và khi mà ánh nắng xuyên qua tán lá thì nó lóng lánh lên rất là nhiều màu quý vị. Hãy đến một lần và trải nghiệm. Quả nhiên là lên tới tầng cuối cùng thì chúng ta sẽ nhìn thấy thác Quỷ Nhi giống như là một mái tóc của một nàng tiên xõa xuống, rất là đẹp và hùng vĩ. Nhưng mà đặc biệt là anh vẫn không hiểu được là tụi em nói là tại sao lên đây có một điều rất là đặc biệt. Thì anh nghĩ cái này đặc biệt rồi đó, nhưng mà nó cũng giống như bao nhiêu thác khác, có gì khác không? Wow, tôi đã biết cái điều đặc biệt đó rồi. Tôi đã biết cái điều đặc biệt. À.
Thưa quý vị, ở dưới chân tôi là những từng đàn cá massage rất là tự nhiên, cá suối nha. Wow, rất là đặc biệt. À, thì ra tất cả những nhọc nhằn hay là những cái giọt mồ hôi mà chúng ta đi từ tầng thứ nhất cho lên tới tầng thứ năm đã được trả lại, là những cái đàn cá massage rất là tận tình. Và có lẽ là những mệt nhọc sẽ bỏ lại dòng suối này nhờ những con cá này mang đi, đúng không ạ? À, điều này là hết sức đặc biệt. Quý vị biết không, chúng ta đi đến những khu du lịch, chúng ta phải bỏ tiền ra để mua massage chân bằng cá, đúng không? Còn ở đây chúng ta lên tới tầng thứ 5 của thác Hủy Nhi, chúng ta sẽ được trải nghiệm hết sức đặc biệt cá tự nhiên để massage chân. À. Đúng rồi, rất là nhột. À, buồn, đúng rồi, rất là nhột. Nhột lắm, đúng rồi. À, đặc biệt quá. Wow. Nhìn từ xa, thác Hủy Nhi đổ trắng xóa một góc rừng. Du khách đến thăm nơi đây được hưởng trọn vẹn cảnh quan nguyên sơ và thơ mộng. Du khách còn được trải nghiệm massage chân có 102 do những chú cá nhỏ thực hiện. Cách đây 3 năm, lần đầu tiên tôi đến Lâm Bình và tôi bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp non nước, rồi cái thiên nhiên nó hoang sơ của Lâm Bình. Và hàng năm thì tôi thường xuyên tôi lên trên này vài lần. Và tôi rất là yêu cái phong cảnh của Lâm Bình và những cái con người thân thiện. Và tôi cũng chính vì lên trên này nhiều cho nên là tôi cũng đang tìm mọi cách để tôi giúp cho bà con Lâm Bình để phát triển du lịch. Tại vì chỗ này tôi thấy là rất là tiềm năng. Đi du lịch khám phá trên địa bàn huyện Lâm Bình, du khách sẽ được ngắm nhìn một khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng, từ rừng núi đến sông hồ, được tham quan thám hiểm vẻ đẹp kỳ vĩ của những dòng thác trắng xóa từ đỉnh núi chảy xuống vùng lòng hồ, hay khám phá những hang động lung linh rất thích hợp với những du khách ưa mạo hiểm.